Mình sợ rồi mình thấy nó phản ánh với bản thân mình là mình không chung thủy. Mình rất sợ việc là ví dụ nếu mà người đàn ông hỏi là ơ thế khi người ta mày không chung thủy à, mày vẫn đang đi lăng nhăng à, hay là người ta nghĩ rằng là mình không serious với cái mối quan hệ, họ sẽ không thích mình nữa ấy. Mặc dù là mình cũng nhắn tin và cũng gặp nhiều người đấy, thế nhưng mà đến khi mà cái anh đầu tiên mà mình cảm thấy thích ấy là mình chỉ muốn dính với anh ấy thôi, cho các anh khác đi ra rìa luôn ấy. Có một cái sự thiên vị rất là rõ ràng và lúc đấy trong đầu có một cái hy vọng rằng là đây sẽ là cái anh ý và để mình không phải circular dating nữa. Thế nhưng mà cuối cùng thì anh ý không phải là cái người đó. Mình học được một cái bài học cho bản thân mình thì mình phát hiện rằng là chỉ đơn giản là mình đã thỏa hiệp rất là nhiều cái mong muốn của mình và sẵn sàng kiểu dâng hết tất cả cho một cái người mà mình nghĩ là họ sẽ thích mình ấy, nhưng mà họ chưa thực sự earn được cái điều đó ấy. Nên là mình mới quyết định rằng là ok thế thì mình sẽ phải quay lại với cái hành trình circular dating thôi. Và lúc đấy thì mình bắt đầu circular dating hơn. Thế nhưng mà rõ ràng mình vẫn sẽ có một vài những cái sợ hãi khác. Mỗi một lần như thế thì mình cởi bỏ được cái sợ hãi đấy và hiểu được tại sao đến từ việc cái việc là mình không tin rằng là sẽ có một người nào đấy sẵn sàng chờ mình ấy. Thế nên là mình còn không dám nói, thực sự là chưa có ai từ chối đâu. Thế nhưng mà những cái lúc đầu tiên đấy ấy, mình còn chẳng thèm nói luôn rằng là mình muốn như thế này, mình tự cho rằng là họ không muốn. Đến về sau thì mình mới dám nói ra. Thì có một vài anh thì cũng lại đi mất bởi vì họ không thấy được là đấy là cái điều họ mong muốn. Mà cái điều mà mình học ra được ấy, đấy là cái cách mà mình nói được cái mong muốn của mình nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thì mỗi một lần date như thế thì mình lại học được thêm là cái cách mình nói như thế nào để biến mình trở thành cái the prize ấy. Đấy là Mà cái tớ luôn luôn nói là mọi người cứ nghĩ này này, là đến cái lúc mà mình lấy chồng mình sẽ biết cách nói chuyện với chồng, đúng không ạ? Ai cũng nghĩ thế. Không, no way. Nếu mà bạn không tập từ bây giờ với các bạn trai, có thể không phải là chồng bạn, có thể là bản nháp, gọi là có thể bạn cứ tập đi. Mình luôn luôn nói ngoài là cứ nói đi, bởi vì là bạn ấy có phải là chồng bạn đâu mà phải sợ. Nếu mà bạn luôn luôn không có tập á, thì đến lúc mà bạn nói với cái người đàn ông của bạn là cái người bạn yêu á, rất là khó. Bạn sẽ cảm giác như bạn bị chặn họng ấy, không thể nào nói được cái mong muốn của mình. Mà cái mong muốn của bạn mới là cái điều mà người đàn ông rất muốn được bù đắp và rất muốn được fulfill cho bạn.